Hello everyone, welcome back to my channel. Đã là một tuần trôi qua và hôm nay Hà rất là excited, rất là hào hứng để mà làm một cái video nữa để có thể truyền tải kinh nghiệm của mình đến cho tất cả các bạn. Ở tập này thì Hà sẽ không nói và cũng không làm về cocktail, nhưng mà ở tập này Hà sẽ chia sẻ với các bạn, bởi vì Hà được rất là nhiều những câu hỏi mà các bạn đặt ra là làm sao để mới có thể mà chọn được một loại cocktail trong cái menu mà trong khi bạn thực sự là một người hoàn toàn mới về bộ môn nghệ thuật cocktail, cũng như là đang tìm hiểu, cũng như là đang muốn thử các loại cocktail, thì làm sao để mà có thể các bạn chọn được loại cocktail mà mình có thể thưởng thức, cũng như là cho nó là một cái loại cocktail mà mình yêu thích. Thì Hà sẽ có những cái tips, những cái pro tips rất là đơn giản mà có thể giúp các bạn cùng chờ xem nhé. Các bạn có thể nghe những cái tiếng rù là cái máy lạnh đang chạy, tại vì Seattle thời tiết đang rất là nóng, nên các bạn có thể thấy là đang rất là đen thùi lùi, da cũng đen hơn. Nhưng mà không sao, bởi vì đã có cái máy lạnh đã chạy đằng sau và nó chỉ có một chút ồn mà thôi. Hào sẽ lồng thêm nhạc vào thì nó sẽ làm cho cuộc nói chuyện của chúng ta sẽ thú vị hơn. Để mà dễ dàng mà nhắc lại thì các bạn có nhớ là những cocktail trước mà Hào làm á, thì Hào thường hay nói là bởi vì Seattle là đang rất là nóng, nên Hào làm những cocktail mà có thể như là nó giải khát cũng như là giải nhiệt, rất là tươi mát, và cho những ngày hè nóng nực chúng ta có thể enjoy, chúng ta có thể sip on cocktail. Và Hào gọi tập này là một trong những tập pro tips, có nghĩa là những tập chia sẻ để làm sao có thể chúng ta chọn loại cocktail mà chúng ta yêu thích. Ok, tip thứ nhất đó là các bạn phải cơ bản là những loại mà liquor mà Hào đã nói về cái tập trước của mình đó, về liquor và liqueur, thì có những loại liquor cơ bản như sau: vodka, gin, rum, tequila, whiskey. Thì bây giờ chúng ta sẽ chia làm hai loại, đó là loại clear liquor là loại rượu mạnh trong, loại brown liquor là loại rượu mạnh có màu nâu. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu từ đó nhé. Ok, chúng ta sẽ chỉ hiểu đơn giản, hãy hiểu đơn giản là hai loại liquor, ba loại liquor mà clear liquor có nghĩa là loại trong, đó là vodka, gin và rum, là ba loại rất là cơ bản. Khi nhìn vào một menu, các bạn sẽ muốn nhìn vào cái cocktail mà nó để cái dòng ở tên cocktail, cái dòng thứ hai sẽ là cái dòng mà những thành phần trong loại cocktail đó. Lúc nào cũng vậy, ở trong cái những thành phần đó sẽ lúc nào cũng sẽ phải là liệt kê ra được cái loại base spirit. Base spirit có nghĩa là loại liquor chính ở trong cái cocktail đó. Thì họ sẽ ghi là một là vodka, hai là gin, rum, whiskey, tequila, vân vân và vân vân. Cũng như những tập trước thì Hà đã nói về vodka và gin đúng không? Thì vodka là một loại liquor không màu, không mùi, không vị. Nhưng mà sau này thì những nhà sản xuất đã nói về đã làm ra những loại vodka có mùi, nhưng mà vẫn không vị đâu, cái mùi như mùi chanh, mùi cam, đó là sau này. Thì ở tập trước Hà đã nói về vodka và gin, thì hai loại rượu mạnh này cơ bản nhất, vodka là không màu, không mùi, không vị, gin là không màu, có mùi, vì gin được chưng cất qua các loại thảo mộc nên nó sẽ để lại những cái loại đặc trưng, và nhất là juniper berries là cái loại mà phải có trong thành phần khi mà những nhà sản xuất họ tạo ra gin. Ok, bây giờ thì khi mà nhìn vào menu, các bạn đã nói ở trước là các bạn phải nhìn vào cái base spirit, có nghĩa là cái loại liquor nào thì bạn sẽ nó sẽ dẫn các bạn theo cái nguồn mùi và cái khẩu vị mà các bạn muốn, và có thể tưởng tượng ra sơ sơ được trong cái loại cocktail đó. Lấy kinh nghiệm bản thân của Hào thì khi mà Hào bắt đầu uống rượu, hoặc là từ khi mà từ điểm xuất phát làm quen với loại rượu, uống rượu, thì hầu như tất cả loại rượu đều có nồng độ cồn rất là cao, thì mình sẽ nghĩ là oh my god, cái này là rượu không uống được hoặc là mạnh quá. Nhưng mà khi rượu mix với lại cocktail, mix với lại các loại liqueur cũng như là nước trái cây này nọ để làm ra cocktail, thì nó sẽ cho một cái mùi hương dễ dàng hơn. Tùy theo cái ratio, có nghĩa là cái thành phần đo lường measure của cái loại cocktail đó mà sẽ cho bạn cái vị là ngọt, chua, đắng, hoặc là nồng, hoặc là rất là nhiều cồn. Ok, làm sao để mà các bạn có thể biết được là loại cocktail nào nhiều
cồn hay là ít cồn, cái vị rượu nhiều hay là không nhiều. Rất là đơn giản như thế này. Nếu bạn là người bắt đầu thưởng thức các loại cocktail, đang làm quen dần với lại các loại cocktail, các bạn làm công sở, các bạn đi ra hội họp bạn bè, các bạn đi chơi, sinh nhật, buổi tiệc, và các bạn đến một quán bar và nó có cocktail list, thì làm sao để nhìn vào cocktail list mà các bạn có thể phân biệt được cái loại cocktail nào bạn có thể thưởng thức? Vậy thì chúng ta sẽ chỉ nhớ được hai loại này là dễ uống nhất, đó là vodka và gin. Thì đã nói ở trước, tại vì những loại này là không màu, không mùi, không vị. Khi vodka và gin làm cocktail thì cái mùi hương đặc trưng của cái cocktail đó tùy thuộc vào cái nước trái cây nào, hoặc là tùy thuộc vào cái liqueur mà người ta bỏ vào. À, quên một phần nữa là hồi nãy giờ Hào không nói với rum, mà tại vì thật sự là Hào không có uống được rum, tại vì rum sẽ làm cho Hào bị nhức đầu. À, các bạn cũng nên nhớ và lưu ý một phần là tùy vào các loại liquor hoặc là base spirit của các cái cocktail mà bạn có quen thuộc, hay là cái cơ thể cũng như là cái con người của mình có thích cái mùi cái vị hay không. Thì các bạn hãy cứ thử và sẽ tự cảm nhận được. Mỗi một loại liquor nó sẽ cho bạn một cái cảm giác, người Mỹ hay gọi là cái feeling, cái buzz. Cái buzz là khi mà bạn uống mà bạn cảm thấy bắt đầu hơi xỉn xỉn, nó gọi là buzz. Cái buzz nó sẽ khác nhau. Thì có thể là vodka sẽ cho bạn là tỉnh nhưng mà vẫn say. Gin có thể làm bạn lờ mờ. Hoặc là tequila là cái mà Hào rất là thích, là tequila là nó một loại rượu mạnh, nhưng thực sự là khi mà take shot tequila nó có cái cảm giác lân rất là vui. Đó là bởi vì đó là tại sao mà Hào nghĩ là tequila rất là nổi tiếng cho những người mà take shot, là họ rất là thích tequila. Nếu như các bạn đã là một người mà rất là yêu thích cocktail rồi, đã uống rất là nhiều loại cocktail rồi, mà trong đó có vodka, có gin, có rum, có tequila, bây giờ các bạn muốn tìm hiểu thêm và khám phá thêm, thì Hào sẽ dẫn các bạn đến loại rượu khác, đó chính là whisky. Tại sao whisky? Tại vì whisky là một loại rượu mà có thể nói được rất là nhiều người yêu thích. Tại vì trong whisky có những cái thành phần cũng như là những cái vị nó rất là đặc biệt, có độ nồng, có độ cay, có độ đắng, có độ chát. Đó là một cái hỗn hợp mà người ta gọi là complex, có nghĩa là rất là phức tạp. Mà càng phức tạp thì người ta sẽ càng thích. Và có rất là nhiều nhà sản xuất whisky trên toàn thế giới. Whisky sẽ có rất là nhiều forms, có rất là nhiều loại. Thì tùy vào whisky sẽ đến từ đâu, làm ra như thế nào, được sản xuất ra sao, có thành phần bao nhiêu, thì sẽ được gọi là whisky hoặc là gọi là scotch. Rye whisky là bourbon. Đó là tất cả các loại form của whisky. Nhưng mà whisky là một loại liquor. Ví dụ như là scotch là một dạng whisky, nhưng mà người ta không gọi là whisky, tại vì scotch là whisky làm từ Scotland. Nó có những thành phần hoặc là những cái yêu cầu tiêu chuẩn quốc tế khác nhau để được gọi là scotch, hoặc là không được gọi là whisky. Hoặc là bourbon, các bạn có thể biết là bourbon thì là một dạng whisky, nhưng mà tất cả các loại whisky trên thế giới không phải loại nào cũng được gọi là bourbon, nhưng mà tất cả các loại bourbon lại là whisky. Giống như là Japanese whisky là một cái loại rất là được phổ biến hiện tại ở trên nước Mỹ, cũng như là nó là cuộc chiến dịch marketing rất là lớn. Thì Japanese whisky không được gọi là bourbon, tại vì whisky này làm ở Nhật mà không làm ở Tennessee hoặc là ở Kentucky, thì không được gọi là bourbon. Ok, trở lại với khi mà các bạn nhìn vào cái menu mà các bạn thấy là whisky là cái base spirit. Cái base spirit, một lần nữa, base spirit ở đây, cái rượu phần chính ở trong cái cocktail, nó sẽ tạo nên cái mùi của cocktail. Thì whisky sẽ là một cái loại mà họ muốn các bạn thử. Bartender tạo ra whisky cocktail, họ sẽ không muốn làm cho cái cocktail đó mất đi cái mùi whisky, mà họ sẽ làm cho cái mùi whisky nó sẽ nổi trội hơn, cộng với những thành phần liqueur hoặc là bitters, những thành phần khác để mà tạo nên cái whisky cocktail. Thì trong cái whisky cocktail nó sẽ có rất là nhiều rượu. Người ta hay còn gọi là boozy cocktail, thì các bạn sẽ có thể tìm đến whisky cocktail là một loại trong những loại boozy cocktail. Ok, nói nãy giờ nói tùm lum tùm la, nói quá trời nói. Bây giờ tóm tắt lại, dễ hiểu. Tip dành cho những các bạn mà mới bắt đầu tìm hiểu về cocktail, muốn thưởng thức cocktail. Bây giờ đi đám tiệc, đi tiệc tùng, đi bạn bè, đi gặp, đi nhậu, thì rớt một cái bar nào đó, nhìn như cái menu, không biết order gì hết,
thì các bạn sẽ chỉ cần nhìn vào tên cocktail là cái thứ nhất, là cái tên nó sẽ làm cho mình thích, đúng không? Cái thứ hai đó là nhìn vào cái dòng thứ hai của cái cocktail đó, thì trong cái dòng nó sẽ nói là có phải nói về base spirit, có nghĩa là cái rượu mạnh mà nổi trội được làm chính ở trong cái cocktail đó. Thì cho những các bạn mà mới hãy order vodka nè, hoặc là gin, có thể là rum, cũng có thể là tequila. Đi qua tới tequila, tequila là một trong những cái loại rượu mà có thể là thú vị. Thú vị tại vì cái, nếu các bạn biết đó, khi các bạn mà take shot tequila, các bạn sẽ hiểu được cái cảm giác của tequila rất là khác. Như thế nào đó, tequila nó rất là một cái loại rượu rất là vui mà khi mà người ta đi ra mà đám tiệc sinh nhật bạn bè bên này á, người ta sẽ take shot tequila. Ok, tại vì nó rất là dangerous, là người Mỹ thì nói là tequila really dangerous, là tại vì bạn cứ uống không có thấy xỉn nhưng mà nằm một chỗ hồi nào không hay. Ok, thì hãy cẩn thận với tequila cocktail. Còn rum, rum là một loại rượu mạnh mà bản thân Hào không thích, tại vì khi mà uống rum thì Hào sẽ bị nhức đầu, đúng không? Nhưng mà rum là có thể là một cái safe choice, có nghĩa là cái an toàn. Hôm nay sẽ là như thế thôi, bởi vì Hào nghĩ là làm cocktail hoài cũng chán, nhìn thấy shake hoài cũng chán, hoặc là thấy nói hoài có thể cũng chán. Nhưng hôm nay thì đó là một cái tập mà Hào muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình đến cho tất cả các bạn. Hy vọng là tập này sẽ giúp cho các bạn mà muốn tìm hiểu cocktail nào, làm quen với nghệ thuật cocktail, cũng như là muốn thưởng thức thêm nhiều loại rượu nữa, thì các bạn sẽ có thể một phần nào đó hiểu hơn và dễ dàng cho các bạn hơn khi mà đi đám tiệc, đi sinh nhật, đi quán bar, để mà chọn ra những cocktail mà bạn yêu thích. Và đừng quên là để lại những câu hỏi nếu như các bạn có được cho Hào, cũng như là những comment các bạn muốn chia sẻ kinh nghiệm của các bạn, hoặc là các bạn muốn Hào hiểu thêm và hỏi thêm Hào về những điều mà bạn chưa hiểu về rượu, cocktail, hoặc là tất cả mọi thứ, cái gì cũng được, hãy cho Hào biết. Nếu các bạn yêu thích kênh YouTube này, đừng quên nhấn nút like, subscribe ở góc phải màn hình, chia sẻ rộng rãi, nhớ share nha. Và đừng quên lại những comment cũng như những câu hỏi các bạn muốn đặt ra cho Hào. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Mix It Up.